Xin chào tất cả các bạn. Mình đang hút sữa tươi không đường ấy. Sữa tươi không đường vừa tốt cho sức khỏe của con người và cũng vừa tốt cho những cây rau khi trồng tại nhà. Sữa tươi thì còn ủ thành phân để bón cho cây rau, cây trồng rất là tốt. Và đặc biệt sữa tươi có thể phòng sâu xanh như mình trồng bắp cải đấy ạ. Rất là nhiều sâu xanh. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, mình với cả bạn mình đã thử nghiệm phun sữa tươi 2 đến 3 ngày một lần, phòng sâu xanh rất là tốt. Phòng sâu xanh bướm trắng là đẻ ra sâu xanh ạ. Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ cách dùng sữa tươi để phòng sâu xanh hại rau ăn lá. Mời các bạn cùng xem và tham khảo video clip với mình. Đây là bắp cải tim mình đã trồng được 1 tháng rồi và bắt đầu vào cuộn, các bạn có thể thấy. Đang cái tầm vào cuộn này mà bị sâu xanh nó ăn mất cái lõi cuộn này thì thôi, coi như là thua luôn đấy ạ. Nó không thể cuộn được nữa. Nên đợt vừa rồi mình có thử nghiệm phun sữa tươi không đường 2 đến 3 ngày một lần để phòng bướm trắng đẻ trứng sâu xanh vào lá cây bắp cải. Khi mà phun sữa tươi không đường thì nó sẽ tạo ra một cái lớp phủ trên mặt lá và những cái lõi cây này. Thì bướm trắng nó không sẽ không đẻ trứng lên các bề mặt cái lá non này hoặc là cái lõi cuộn này thì sẽ không bị sâu xanh. Nói chung là mình thấy phun cái sữa tươi này phòng chống sâu xanh có thể lên được đến 70 đến 80%, ít thì mình có thể bắt tay được, chứ bình thường mà đến mùa sâu xanh nó phát triển thì ối rồi ôi luôn, không thể nào mà bắt kịp được, nó đẻ với tốc độ cấp số nhân, cấp số mũ luôn đấy. Nên mình phải tìm ra một cái biện pháp phòng trừ bướm trắng đẻ trứng nở ra sâu xanh hại các loại rau ăn lá, vừa thân thiện với môi trường và không hại sức khỏe con người. Và cái điều thứ ba đó là phải tốt cho cây trồng luôn. Combo 3 trong 1 luôn đấy ạ. Năm nay là một mùa đông bất thường ở miền Bắc. Hiện tại đã là giáp Tết rồi mà nhiệt độ vẫn rất là cao, từ 25 đến 27 độ cơ. Đấy. Nên cái thời tiết nóng ẩm như thế này thì sâu xanh và bướm trắng sẽ phát triển rất là nhiều. Đấy, đợt vừa rồi mình có phun sữa tươi để phòng bướm trắng để sâu xanh. Đấy, các bạn có thể thấy con bướm nó đang bay bay đấy ạ. Đấy. Nó bay nó vờn vào xong nó lại đi ra chỗ kia luôn, chứ nó không đậu vào nó đẻ trứng. Nên mình thấy cái cách mà phun sữa tươi để phòng bướm trắng đẻ sâu xanh rất là hiệu quả. Mình cũng phun phòng luôn cho cả súp lơ đấy. Chứ bình thường mà súp lơ sâu nó ăn thì những cái lá này và cả cái hoa lơ này thì sâu nó ăn, nó bu kín ở trên mặt này luôn. Nhưng mình đợt vừa rồi mình có phun sữa tươi lên nó cũng hạn chế được rất là nhiều. Còn có con nào thì mình bắt lốt, cũng rảnh tay. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi. Sữa tươi không đường, loại nào cũng được. Một bình xịt và một chén uống trà nóng như bình thường, rượu đấy. Đầu tiên các bạn mở cái bình ra. Sau đó là các bạn đổ gần đầy nước cái bình này. Gần đầy đấy nha các bạn nha. Tí mình còn đổ thêm sữa vào đấy ạ. Đó. Đối với bình 2 lít như thế này thì mình sẽ pha 2 chén sữa tươi không đường vào. Cứ 1 lít là pha 1 chén. 2 lít là pha 2 chén.
Mình đi mình phun khắp. Đó. Này vừa không hại sức khỏe con người, vừa tốt cho cây trồng, vừa thân thiện với môi trường. Đấy. 2 lít và 2 chén, nếu mà chưa đầy bình thì các bạn cho thêm một tí nước nữa vào. Sau đó các bạn ngoáy đảo đều lên. Xong các bạn đi phun. Và đối với sữa tươi phun để phòng bướm trắng đẻ sâu xanh như thế này thì từ 2 đến 3 ngày các bạn phun một lần. Tùy từng điều kiện thời tiết. Nếu mà như ở ngoài miền Bắc mình ví dụ như rét sâu là nó cũng không có rét rét sâu ấy. Là nó cũng không có bướm đẻ sâu xanh đâu. Tại vì nó lạnh quá mà, rét đậm rét hại đấy. Ngoài mình gọi là rét đậm rét hại. Còn một trường hợp nữa là các bạn có còm vào bài của mình, đó là em phun sữa là bị rêu với cả mọc những cái loại nấm. À, các bạn phun một là loại dính có đường, hai là các bạn phun quá đặc so với liều lượng, nên là nó sẽ tạo ra một môi trường ẩm gây ra nấm với cả rêu. Nấm thì nó cũng chỉ là nấm đơn thuần thôi chứ không phải là nấm hại cây trồng. Sau khi đã bơm hơi vào bình căng rồi thì mình sẽ phun. Đây mình phun luôn cho dãy bắp cải đây. Phun xong là cứ trắng trắng. Các bạn cứ bảo là phun này nó có kiến có rêu hoặc là nấm mốc, nhưng mà mình thấy chả bị sao cả, tại vì mình pha rất là loãng, chỉ để phòng phun phòng sâu xanh thôi. Còn các bạn bảo là bị nấm với cả bị rêu thì có khả năng là vườn các bạn bị ẩm quá hoặc là các bạn tưới nhiều quá gây ra cái mặt thùng mặt chậu mình trồng rau lúc nào nó cũng ẩm đấy ạ. Tùy từng vườn mình tưới đấy ạ, chứ không phải là dập khuôn ngày tưới 2 lần đâu ạ. Ví dụ như vườn các bạn mà ẩm quá thì có thể là 3, 4, 5 ngày các bạn tưới 1 lần cũng không sao cả. Như vườn mình đây, đất mình tốt và mình trồng thùng to thì có thể 2 ngày đến 3 ngày mình tưới 1 lần với điều kiện mát trời như thế này. Hôm nay trời rất là mát, mây mù, sương mù xung quanh. Đối với thời tiết kiểu này thì mình có thể là 2 ngày đến 3 ngày mình mới tưới 1 lần. Mình thấy đất khô thì mình mới tưới, hoặc là chậu là khô thì mình mới tưới tay, chứ mình không tưới quá nhiều. Tưới quá nhiều thì nó cũng gây ra rất là nhiều bệnh về nấm cho cây trồng, như bệnh thối rễ, thối gốc, dẫn đến chết cây và hỏng cây. Không những phun cho bắp cải mà mình phun luôn cho cả những cây lơ mình đang trồng ấy ạ, để phòng sâu xanh. Đây mình cũng phun luôn cho cả đám rau thơm đang phát triển mạnh đây. Rau thơm này thì cũng hay bị sâu xanh lắm ấy, sâu tơ cuốn lá nữa. Còn xà lách với hành với cả các loại xà lách cải cúc này thì không bị sâu xanh rồi. Có tít ở đầu này mình có trồng ít cải bò xôi thì mình cũng phun luôn. Hoặc là như đây cải Hàn Quốc đây, cải 4 mùa đấy thì mình cũng phun luôn để phòng bướm trắng đẻ sâu xanh vào. Chưa cải mà đang tầm bén rễ này mà bị sâu xanh một phát thì nó chột luôn, không thể làm mà lớn được. Đây mình đậy các cái tấm sắt lên để chống mèo nó bới. Nhà mình có nuôi mèo ở trên sân thượng để chống chuột. Đấy, mình chỉ phun qua qua như thế thôi. Phun xong thì để nguyên chứ mình không tưới rửa. Và xin các bạn lưu ý là phun sữa tươi để phòng bướm trắng đẻ sâu xanh vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát là tốt nhất, chứ không nên phun lúc quá nắng hoặc là lúc giữa trưa nhiệt độ quá cao. Đây các bạn có thể thấy sau khi phun sữa tươi không đường xong thì nó sẽ có một cái lớp trắng trắng
phủ khắp bề mặt lá để ngăn bướm trắng đẻ trứng và nở ra sâu xanh, hại những cây rau ăn lá khi mình trồng trên vườn và trồng tại nhà. Đây, như cây bắp cải đây là nhìn rõ nhất đấy ạ. Cứ 3 ngày mình phun một lần thì tầm khoảng 15 đến 20 ngày mình sẽ thấy kết quả rõ rệt ngay. Sâu xanh sẽ ngừng phát triển và bướm sẽ ngừng đẻ trên các cây rau ăn lá, chứ không nói chung gì bắp cải. Đây là mình phun phòng từ đầu đấy ạ. Phun phòng từ lúc trồng đến bây giờ đấy ạ. Nên lá trên lá dưới vẫn cứ là ngon lành cành đào, không bị rách lá nào. Còn các bạn mà đã bị sâu xanh ăn rồi ý, tàn phá rồi ý, thì các bạn phải bắt bằng tay. Các bạn bắt bằng tay hết cái lừa sâu xanh đi, xong đồng thời các bạn phun sữa tươi như thế này. Thì khi mà bắt hết cái lừa sâu xanh đi thì các bạn phun sữa tươi thì bướm nó sẽ không đẻ trứng nữa và sẽ không bị sâu nữa. Chứ không phải là phun sữa tươi này là nó chết cả sâu đâu nhá. Các bạn nên nhớ là phun sữa tươi này là chỉ có phòng thôi chứ không chống được. Tại vì là mình phòng để phòng con bướm trắng nó đẻ trứng, nở ra con sâu xanh, nó hại, nó ăn rau, các loại rau ăn lá cũng như cây bắp cải hoặc là cây súp lơ này ở đây của mình. Nên là các bạn lưu ý là thế. Nếu mà các bạn đã bị sâu xanh thì các bạn sẽ vừa phun sữa tươi không đường, các bạn vừa bắt tay một thời gian là ok, là sẽ đỡ dần dần là hết. Ở đây mình trồng là bắp cải trái tim đấy ạ, có nơi gọi là cải ngọt. Cái loại bắp cải này thì rất là dễ bị các loại sâu nó tàn phá. Mình đã thử nghiệm phun cái sữa tươi không đường này ngay từ lúc đầu mình mới trồng nên thấy rất là hiệu quả. Và cuối cùng video clip chia sẻ cách dùng sữa tươi để phòng bướm trắng đẻ sâu xanh vào cây bắp cải cũng như các loại rau ăn lá khi trồng tại nhà. Video clip của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành.